Xin chào anh chị khách hàng. Thì video này Giang sẽ chia sẻ cho anh chị khách hàng một căn hộ tại chung cư Zenity. Và căn này là phía Giang đang chuẩn bị cho thuê với giá cho thuê là 1.200 đô. Nếu anh chị khách hàng nào muốn thuê căn này thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về căn này anh chị khách hàng nhé. Và khu vực của Giang đang ngồi đây là khu vực của cái bộ sofa ha, hay còn gọi là không gian phòng khách. Và trong không gian phòng khách chúng ta sẽ thông với không gian phòng bếp luôn. Đây là khu vực không gian phòng bếp anh chị khách hàng nhé. Đây là khu vực nấu ăn. Rồi có một cái đảo bếp ở đây luôn ha. Thì cái căn của chúng ta sẽ dường như là đầy đủ nội thất luôn, anh chị chỉ cần xách vali vào ở thôi. Và đây là khu vực của bếp. Và bếp của chúng ta sẽ có 4 vùng nấu thương hiệu là Electrolux anh chị khách hàng nhé. Và trên đây chúng ta sẽ có hệ thống tủ nè, đó để mình úp chén đầy đủ luôn ha. Đó, ngăn tủ đầy đủ. Rồi phía bên cạnh thì phía chủ đầu tư cũng bàn giao cho phía chủ nhà cái tủ lạnh thương hiệu cũng Electrolux luôn ha. Rồi ở đây có một cái lò vi sóng nè, rồi máy nướng bánh mì ha. Rồi cái khu vực đảo bếp cũng rất là nhiều ngăn tủ để chúng ta chứa đồ anh chị khách hàng nhé. Rồi bây giờ Giang sẽ mời anh chị khách hàng cùng di chuyển vào phòng ngủ số 1 hay gọi là phòng master bedroom. Đây là không gian của phòng master bedroom của chúng ta. Phòng ngủ master bedroom của chúng ta có một cái tầm view cực kỳ là đẹp luôn anh chị khách hàng ha. Thì cái view của chúng ta là cái view thứ nhất là view về phía cầu Nguyễn Văn Cừ. Cầu Nguyễn Văn Cừ là một trong những cái cầu mà gọi là có vòng cung uốn lượn đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh. Và mỗi đêm về á, anh chị sẽ thấy dòng xe chạy theo cái đường dòng uốn lượn nó cực kỳ là đẹp. Là cái view thứ nhất, đó là view về hướng quận 8. Và cái view thứ hai là view về hướng quận 4, cũng khá là đẹp. View chúng ta là view sông anh chị khách hàng nhé. Chúng ta sẽ cặp cái con đường Võ Văn Kiệt nè, bên kia là đường Bến Vân Đồn ha. Hai cái đường này ban đêm cũng cực kỳ là đẹp và sơn tụ luôn. Rồi thì những cái nội thất của chúng ta khá là đầy đủ luôn đó. Rồi đây là khu vực nhà vệ sinh ha. Thì trong nhà vệ sinh này là phía chủ đầu tư có bố trí phòng bồn tắm nè, phòng tắm nằm ha. Rồi gương soi khá là gọi là tiện lợi ha. Rồi lavabo đầy đủ hết. Rồi trong phòng ngủ chúng ta chủ đầu tư cũng bố trí những cái tủ quần áo ha, ngăn tủ ha. Thì chế độ đèn tự động, khi mở ra thì đèn nó sáng và đóng lại đèn tự tắt ha anh chị khách hàng nha. Đó. Mở ra là nó tự sáng nè. Và ở đây thì chủ đầu tư có tặng kèm cho phía chủ nhà một cái két sắt luôn ha. Bây giờ Giang xin mời anh chị khách hàng cùng di chuyển với Giang qua phòng ngủ số 2 anh chị khách hàng nhé. Đây là không gian phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 thì có cái tầm view y chang phòng master bedroom anh chị khách hàng nhé. Y chang luôn, không khác gì hết ha. Cũng view về phía cầu Nguyễn Văn Cừ nè. Rồi view về phía quận 4 cũng rất là đẹp luôn ha. Tất cả phòng ngủ chúng ta đều có cửa sổ anh chị khách hàng nhé. Cửa sổ này lấy gió, nếu anh chị không thích gió trời á thì chúng ta có thể tắt máy lạnh và chúng ta mở cửa ra thì gió nó sẽ lùa vào đây. Và hiện tại gió đang lùa vào rất là mát luôn anh chị khách hàng. Rồi phòng của chúng ta cũng có tủ quần áo đây anh chị khách hàng nhé. Và cái điểm đặc biệt của cái căn này á, thì phía chủ đầu tư họ thiết kế một bức tường này nè. Bức tường này để mà thứ nhất là mình treo tivi, thứ hai là để đây mình có thể là xem tivi và chắn cái view phòng ngủ ha. View phòng ngủ. Và Giang sẽ giới thiệu với anh chị một cái phòng nhà vệ sinh thứ hai ha. Nhà vệ sinh thứ hai là nhà vệ sinh chung và là nhà vệ sinh để sử dụng cho phòng ngủ số 2. Nó nằm ở kế bên phòng ngủ số 2 luôn. Đây là phòng nhà vệ sinh. Thì không gian nhà vệ sinh này á là chủ đầu tư cũng thiết kế một cái phòng tắm đứng ha, phòng tắm đứng ha. Rồi lavabo đầy đủ luôn. Rồi thì từ ngoài mình bước vào á thì mình sẽ thấy một cái không gian cũng khá là rộng rãi, tại vì do cái không gian phòng khách chủ đầu tư bố trí thông với cái khu vực bếp
nó tạo không gian rất là rộng và thoáng cho cái căn hộ của chúng ta ha. Rồi, nếu anh chị khách hàng nào muốn thuê thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Căn này giá cho thuê là 1.200 đô anh chị khách hàng nhé. Rồi, liên hệ ngay với nhau anh chị khách hàng nhé. Hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại căn hộ của chúng ta. Xin chào anh chị khách hàng.